Xin chào các bạn. Vào sáng ngày hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2023, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank với mã cổ phiếu CTG vừa tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và sau đây là một số điểm chính. Số 1 là chuyển dịch cơ cấu tín dụng vào khách hàng cá nhân và khách hàng SME là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thứ 2 là quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu. Thứ 3 là đẩy mạnh ban custodian bán bảo hiểm qua các ngân hàng do dư địa còn tăng trưởng rất lớn. Và thứ 4 là Vietinbank muốn tăng vốn điều lệ lên 66.000 tỷ đồng. Đầu tiên là định hướng tập trung vào khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong năm 2022, tỷ trọng dư nợ đóng góp của hai mảng này đã tăng từ 58,6% lên 63,1%. Lợi thế cạnh tranh của Vietinbank trong mảng bán lẻ này họ đã nêu ra như: đầu tiên là uy tín thương hiệu, thứ hai là mạng lưới chi nhánh và ATM phủ khắp, thứ ba là dựa trên nền tảng là khách hàng doanh nghiệp số 1 Việt Nam, từ đó thực hiện bán chéo sản phẩm, cung cấp sản phẩm dịch vụ đến toàn bộ sinh thái của các khách hàng doanh nghiệp. Và thứ tư là hợp tác chiến lược với nhiều công ty tại các lĩnh vực khác nhau như bảo hiểm, fintech, điển hình như là Manulife. Tiếp theo đó là quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu. Thì Vietinbank thông báo là sẽ dùng 12.300 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu, đồng nghĩa với việc khối lượng phát hành đạt hơn 1,2 tỷ đơn vị. Thứ ba, Vietinbank muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 66.000 tỷ đồng. Trong năm 2022, Vietinbank cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 48.000 tỷ lên 53.000 tỷ nhưng chưa được hoàn tất. Do đó, trong năm nay, nếu tại thời điểm phát hành, vốn điều lệ của Vietinbank đang ở mức 48.000 tỷ đồng thì tỷ lệ chia cổ tức tương ứng với 25,66%, vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng lên 60.000 tỷ đồng. Trong trường hợp tại thời điểm phát hành, ngân hàng đã hoàn tất việc tăng vốn lên 53.000 tỷ thì tỷ lệ chia cổ tức sẽ là 22,96%. Vậy vốn điều lệ sau khi phát hành thành công sẽ là 66.030 tỷ đồng. Và cuối cùng là dư địa bán custodian còn rất lớn. Hiện tại thì mới có 40.000 trên tổng 15 triệu khách hàng của Vietinbank tham gia bảo hiểm, do đó dư địa còn rất lớn. Chỉ mới 99,8% khách hàng bảo hiểm của Vietinbank là khách hàng cá nhân. Vietinbank cũng đặt mục tiêu là sẽ đa dạng hóa tệp khách hàng bảo hiểm này. Trước đây thì chủ yếu là những khách hàng ưu tiên về vay vốn, nhưng từ năm nay sẽ mở rộng ra tệp khách hàng mass là khách hàng đại chúng. Với dư địa còn rất lớn, do tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm trên GDP ở Việt Nam còn ở mức thấp so với khu vực, mức trung bình của thế giới năm 2020 là 7,3%, tại các nước phát triển là 9,4%, còn ở Việt Nam mới có 3,5%. Về chiến lược bán hàng thì CTG sẽ không bán chéo sản phẩm bảo hiểm riêng lẻ mà sẽ bán theo combo, nghĩa là kết hợp bảo hiểm với các sản phẩm khác. Cuối cùng, điểm nhấn trong buổi đại hội cổ đông sáng nay là định hướng chuyển sang bán lẻ. Đây là định hướng phù hợp với xu hướng phát triển của ngành ngân hàng. Định hướng này là rất tốt. Tuy nhiên, để thực hiện có khả thi hay không thì chúng ta phải đánh giá về 3 lợi thế cạnh tranh của họ trong mảng bán lẻ này. Đầu tiên là Vietinbank tuyên bố họ có uy tín thương hiệu. Đây là lợi thế của họ trong cạnh tranh của mảng bán lẻ. Thì chúng ta sẽ phải nhìn vào vậy uy tín này sẽ ở khía cạnh nào. Nếu là uy tín về chất lượng dịch vụ thì thực tế chất lượng dịch vụ cho khách hàng cá nhân của Vietinbank thì phải ở nửa dưới trong top ngân hàng. Theo một khảo sát của Simigo thì với chỉ số NPS là một chỉ số phản ánh chất lượng của chính khách hàng thì Vietinbank chỉ ở số 61, trong khi đó thì trung bình hệ thống ngân hàng là 74. Cho nên Finbi đánh giá lợi thế này của Vietinbank là chưa đủ mạnh. Lợi thế thứ hai mà Vietinbank đã nêu ra là về mạng lưới chi nhánh và ATM phủ rộng khắp. Quan điểm của Finbi là lợi thế này cũng khó thể đủ có để giúp Vietinbank vươn lên. Do trong việc thu hút cá nhân mới của mảng bán lẻ thì các yếu tố về chi nhánh, về mạng lưới sẽ càng ngày càng giảm sự quan trọng đi. Và với cái xu hướng là công nghệ online thì độ phủ và sự hiện diện trên mạng Internet sẽ ngày càng quan trọng hơn là độ phủ quản lý bên ngoài. Nên hiện tại chúng ta thấy sự vươn lên cực kỳ mạnh mẽ cho mảng bán lẻ của ngân hàng về mạnh về công nghệ như là TPBank hay là Techcombank. Lợi thế thứ ba của Vietinbank họ đã nêu ra là việc Vietinbank muốn dựa vào tệp khách hàng doanh nghiệp để bán chéo sản phẩm trong hệ sinh thái của doanh nghiệp đó, có thể là nhân viên cũng có thể là khách hàng của doanh nghiệp. Vậy thì chúng ta phải đánh giá xem là kiểu đối tác của Vietinbank sẽ là những doanh nghiệp nào và họ có đặc thù gì. Thêm nữa thì các đặc điểm của các nhân viên hay đặc điểm khách hàng doanh nghiệp đó là gì và liệu có phù hợp để mua các sản phẩm của Vietinbank hay không. Thì với Vietinbank thì nó tập trung rất mạnh vào mảng khách hàng doanh nghiệp, trong đó thì chủ yếu sẽ là mảng của doanh nghiệp FDI hay là các chính là các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, mở nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Thì đặc thù của các cán bộ nhân viên tại các doanh nghiệp này thì phần lớn là các cán bộ nhân viên cấp thấp, cụ thể hơn là đa phần là công nhân. Nên chi tiêu của họ cũng rất hạn chế và ít các nhu cầu chi tiêu hơn về giải trí, chi tiêu về thẻ tín dụng hơn. Nên nếu tập trung bán lẻ vào nhóm này thì quan điểm của Finbi nghĩ sẽ không quá khả quan nếu Vietinbank tập trung bán lẻ vào nhóm này.
Nếu bạn chưa cho doanh nghiệp thì nên là các doanh nghiệp ở các thành phố lớn, nơi các nhân viên có mức lương cao hơn, có đời sống cao hơn và có nhiều nhu cầu của chi tiêu hơn, thì đây mới là thực sự là miền đất cho bán lẻ. Ngoài ra thì các điểm mạnh khác mà Vietinbank có nói đến là công nghệ hay là việc có các đối tác chiến lược tại nhiều lĩnh vực khác nhau như là bảo hiểm, fintech, thì chúng tôi không có số liệu đầy đủ để đánh giá để vấn đề này, cho nên chúng ta sẽ không phân tích đến vấn đề này. Tổng kết lại thì Vietinbank trong định hướng bán lẻ mới là phù hợp, nhưng những lợi thế cạnh tranh của họ thì Finbit không đánh giá quá cao. Thêm nữa là quy mô của CTG rất lớn nên sẽ có sự cầm quyền nhất định trong bộ máy. Các chỉ số về lãi suất lời như là NIM, ROA, thậm chí là CASA thì nhiều năm cũng chỉ ở mức trung bình ngành và không có gì quá nổi bật. Quan điểm của Finbit thì Vietinbank hiện tại vẫn chưa phải là một mạng quá hấp dẫn cho các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ. Tuy nhiên thì cổ phiếu Vietinbank vẫn có sự hấp dẫn nhất định với các nhà đầu tư tổ chức do thanh khoản lớn, tốc độ phát triển dù không quá đột biến nhưng vẫn đảm bảo sự tăng trưởng ổn định. Và rồi là toàn bộ những thông tin về đội cổ đông của Vietinbank với mã cổ phiếu CTG trong năm 2023. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những buổi đại cổ đông của những mã cổ phiếu sau. Chúc anh chị và các bạn đầu tư bình an.